shop nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Trên đồi đúng không? Này, trên đồi vẫn còn. Này, đậu xanh này, một đứa này. Thật kìa, lên bản đi. Lên bản đi, đậu xanh này. Được rồi, hay lắm. Hay. Lên bản đi. Trên đồi nhá này. Em vừa hạ hai đứa bên này. Rồi nhá, MP40 này. Hay. Chỗ nào em ơi? Mấy lượng mấy cây ấy đi chưa em? 150 à? Đây. Cái đậu này 150 này. Thế thôi, ăn một viên 150 mỏ. Chết rồi. Chết. Sống sao nổi em. Em mới đổi qua AK này. Trên này có cây ấy đi chưa em này, đang chơi lượm mà chơi này. Anh chơi AK. Anh chơi Long. Tôi chịu. Long đang bị đơ máy, mù mắt lắm. Tốt nhất là đừng. Cùng máu phát anh em. Thế là hết rồi, nhanh nhở. Thế bảo cũng đông. Còn đây này. Bên dưới còn. Cứ đi rồi. Chỗ nào cơ? Hai team rồi anh ơi. Cổng chơi hả? Lên. Ơ, từ thôi đi lút hết đi anh. Thôi em ơi, lên nhanh cho nó sớm trợ đi. Lấy ra thử máu, anh có 3 thử máu để vứt cho này. Em. Lên đây. Đây, 3 thử máu này, tự chia nhau nhá. Này, trên này, trên. Lấy ra thử máu này. Long với lại thằng Si này, thiếu máu này, tự chia nhau nhá. Anh để 3 túi đây này. Ok, ba mẹ nhau, tôi lấy 2 túi, không còn 1 đứa. Ê, có 1 đứa. Nhà vệ sinh 60. Bên cạnh nhà L, nhà vệ sinh 60. Quất nó. Nó chạy. Mày chạy à? Nó chạy xuống nhà nướng giáp rồi em ơi. 60. Đó là còn trâu máu lắm em ơi, KS gì tầm này. Nhà gỗ. Tôi xuống luôn. Để qua. 3F1 không trượt cũng quay. Tôi lại luộc, mày đi đâu. Có 1-10 rồi. Nó chạy rồi mày, đâu dưới. Không thấy. Nhanh chết nhở. Nó chạy đâu rồi em ơi. Nói chung nó khá lắm anh ạ. Lên không có sự để con nợ này. Tôi dính có người. Lên. Ừ, có đứa chạy xuống có đứa. Không con sự có đứa chạy xuống nhà xe. Nhà xe. Nhà xe hả? Ok. Anh thử rồi. Em ơi nha mấy đứa ơi, nhà xe nó chuẩn bị chạy ra này. Mày chạy ra. Chạy vào. Chạy đầu nhá. Có một team đấy, một đứa cũng đang chạy xuống. Thằng bé chạy đầu thứ 60. 30, một đứa chạy đầu 30 nhá. 30. Xé thằng 30 này, đậu xanh này. 30 này, nốc 30, nốc 30. Còn một đứa 60 nữa. Nốc 30, còn một đứa thứ 60. Lau để lên, thả nó. Bên cạnh Long, thằng 60 này. Rồi nó. Ui, KS kìa. Đậu KS đâu anh bắn AK, Long lại bảo anh KS. Còn nào nữa. Vả nó, ê phía sau. Đồng thế. Đâu. NBK cũng có rồi mấy đứa ơi. NBK ngay cạnh nhà, cạnh tường. Cái đậu. Ui, đạp tìm kìa. Ui. Long dính mình à? Chờ tí em ơi. Ui. Chúng ta cứu nhau gì à? Má lại cứu kìa, nó là mìn xung quanh chỗ em. Thôi. Anh còn tí máu này, lên trả thù cho Long. Được. Mấy thằng này thật. Có 2 đứa. Hết cả rồi. Lên CA. Gục một anh. Bây giờ em yếu. Rồi hay lắm. Long ơi, quá trễ rồi Long ạ. Có mìn này. Ôi, nó là mìn này. Mìn xung quanh chạy thẳng vào mắt. Thằng dưới đây chết em. Chết rồi. Tìm nó đây. Anh hơi chậm, sao đi lòng. Khá là nhiều máu em ạ. Em có 5 túi này nào lấy không? Vứt bớt cho. À thôi, khỏi quấn tốn máu. Bắn em ơi. Em có 5 túi máu này, đứa nào lấy không?
Ủa nhưng mà lô đẹp nhỉ? Ông xịt. Đẹp chứ em. Có mất tiền cái mà em mà... tiếc đứt ruột. Cái này mặc đồ khác ấy. Cái ba lô này mặc đồ khác thì nó kiểu nó nổi nổi. Thế hình như là anh có cái bộ mà lửa bốc cháy cơ. Đứa nào đây? Đứa nào đây? Đứa nào bây giờ thùng dầu ta? Đã xuống trở, có em ơi. Lắm. Này này, băng nữa này. Anh còn 45 viên, thoải mái đi. Anh còn 45 viên, thoải mái đi. Ừ, đấy. Vứt cho si. Vứt cho si bao nhiêu đây? Hai băng thì phải, hai băng 30. Chắc vậy. Đây này, bên này có này. Bây giờ 3 này, mọi người có chưa? Mày tìm Zikit có hết rồi đâu. Đánh hạ một đứa phía này nhá. Đánh hạ một đứa ngay phía dìa tiểu này. Đây này. Nói chung là đen. Không sát kìa. Rồng bay. Đá đi. Tiểu này vô bò thôi. Chứ xa nữa giờ. Bộ trong game như này nào. Trong game đẹp như này xong ra ngoài thì bộ cosplay trông kinh quá. Mặt lạ không khác kiểu gì nít. Cosplay gì có mấy ông cosplay bên Thái nghe còn được, còn mấy ông Việt Nam trông nó cứ kiểu dị hợm thế nào ấy. Không ưa. Mấy Thái Lan thì thấy người ta cosplay đỉnh rồi, không nói nữa. Việt Nam thì em cosplay nó mới đẹp được. Thôi nó chịu. Em cosplay ấy, thế bây giờ thì không có đồ. Chúng ta đành phải vẽ giấy A4 xong dùng băng dính dán vào với nhau ấy. Đúng rồi. Thôi vẽ làm gì, đi in đi. Đi in khổ to ấy mấy đứa. Cho nó lẹ. In đầu giấy khổ to mặc vào. Xong giống kiểu như là đốt vàng mã cho các cụ ấy. Làm kênh gọi là kênh kênh vàng mã Free Fire Vlog. Chuyên sáng tạo trang phục từ giấy. Cái mồm 2 phần chứ làm cái mặt lạ 3,5 đến 3 phần. Sợ thật. Trông xấu. Đi mày đứa ơi. Trời ơi. Sao thở dài em. Thật tình. Thật tình gì tầm này. Tầm này. Nếu em nhím. Nhím mấy đứa nào ta. Nghe có vẻ quen quen. Bên anh Dũng. Anh biết. Đúng rồi, anh nhớ con nhím mà có tặng đồ cho anh cơ mà, nó tặng cho anh một cái khăn len, à đâu, một cái buộc tóc với lại một cái gì nữa ta? Cái con quả chuối hay cái quần què gì đấy. Xin đi cắm sừng ngồi xin ạ. Xin đốt nhánh xin. Anh làm gì đó? Phải xin con cháu tặng cái gì, mỗi mình anh tặng khăn. Đâu? Nó tặng cho cả Dũng là chính nè. Dũng một hộp to, tôi với Hoàng Anh hai hộp nhỏ. Đấy. Anh hả ra bàn. Cho anh thôi, gì đấy cái... Ui anh có rác thuốc nổ rồi. Anh lại ăn mất rồi. Chắc trêu thật. Với rác của nó vứt cho anh em ạ. Đây này, đây này. Anh lại trêu lại. Này Nhân này mày, này, có dao này dập. Tính đè. Đủ, đúng số nhỏ. Ăn ở đấy. Đâu, ăn ở tốt mà, nó vừa cho anh cái giáp mà, nhưng mà anh không lấy. Từ đấy anh vứt bớt đi. Nhịp. Dậm thêm đạn xuống trường nghe có vẻ ổn hơn. Thôi còn hai đứa anh lấy giảm thanh đi. Để còn đi gáy với chúng đúng nó rồi. Chứ. Thôi anh ơi, cầm nóng anh ạ, đừng có cầm giảm thanh anh ơi. Thôi, AK vẫn quất giảm thanh được tốt, không sao. Phế nhưng mà giờ còn 2 em ơi, tưởng tượng quả 2 cân 4. Nhưng em không bao nhiêu cái bo cuối này thì gần bo cuối này. Xì ơi, làm gì đây? Chết đồi à? Đây em ơi. Cứu được. Anh thấy rồi. Ngay góc đấy thôi. Đủ, bắn không trúng phát nào. Cái đậu. Cầm máu phát. Chờ bạn làm ra em ơi. Súng điện bắn đi theo kìa. À không có. Cả này, đậu xanh này. Cái đậu xanh này. Đậu xanh này. Nốc. Ai. Cứu nhau à? Ra đây cứu nhau à?
Thằng quân dưới đây cứu nhau, cứu nhau đây, một cứu nhau. Con. Để đánh xe. Đánh xe lên CIA. Lên xe. Ơ, từ, lái hơi ngáo tí em ạ. Anh xin dùng máy gì vậy? Anh dùng Black Shark 2. Nhưng hôm nay điều khiển hơi khác. Đâu cũng vậy. Điều khiển khác đâu. Ơ đâu. Bên phải này. Chắc chạy xuống dưới. Đâu? Có một đứa anh kia nó trốn rồi. Anh chạy lên chỗ khu dân cư rồi anh ạ. Ờ ok ok. Chúng ta cứu nhau mà. Chạy bò đấy. Con lợn này chạy bò đấy. Đây này, đây này, này. Mày chạy đi. Mày chạy đi, sao? Chẳng mình ngáo à. Em ơi, xe mắc kẹt, đi bộ đi em ơi. Kiên. Để anh ra lút đồ đây. À, cũng được. Trong bo mày, tưởng mày bo. AK lắp giảm thanh. Lắp tốt em ơi, súng nào cũng lắp được giảm thanh mà. Đây, 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 đây. Nó bắn trong bo kìa. Em bay cái gác luôn được. Để gác đi. Anh có 4 mốc keo đi. Nằm xuống, taxi nằm xuống. Nằm xuống bỏ ra xuống, sao nó không bắn được không? Được không? Nằm đây, xuống, đây. Cứ nằm đi. Chơi cái đúng không? Cái đậu xanh này, cái đậu xanh này. Thằng bé sợ rồi, một đứa thôi, một đứa thôi, một đứa chơi tròi. Có mốc keo không anh? Có mốc keo không? Anh có 4 quả, dưới đây anh chia 2 quả này. Xí ơi em ơi. Này này này. Quả nữa này. Lẹ em ơi, nhanh còn chạy. Xuống đây em ơi, anh canh nó cho. Cứ xuống đây anh canh nó cho. Hai quả bóng keo anh vừa vứt ở dưới. Chạy nhanh, lượm nhanh không bao thu. Mày làm gì ấy, mày làm gì ấy, mày làm gì ấy. Cút vào. Rồi xin em ơi chạy xuống. Ôi bên đây giờ. Nhanh vậy. AK lắp giảm thanh mới chết cho anh em, tôi ngồi đây em ơi. Em bắn thuốc dầu phát ạ. Không tí nước sơi mình thì hơi nhọc. Ơ. Ok ok. Siêu. Nhà cây bên thoại. Mày ke sọ nó bị nó lòi đồ phát bắn luôn. Đúng rồi. Cứ ke thế thôi, cứ ke thế thôi. Kiểu gì hết chả đi ra thò đồ ra là bằng. Anh nhấp nhả đấy. Kiểu còn nhìn hướng nữa. Để nó thò kìa. Ê bên bên kia. Nhà xe có người, nhà xe có người. Thằng này cơ hội à? Ui, cơ hội à? Ui ui. Đồng quá ai mày. CMA ngồi chỗ này. Sửa cơ khí con người, sửa cơ khí con người. Ô cẩn thận. Ngay công nhà, ngay công nhà, ngay công nhà. Đây này. Góc này này. 300 ngay công nhà nhá. Phía trước cũng có. Hạ thằng phía trước đi. Ok này, đậu xe này. Hạ bọn phía trước đi CMA. Ngồi vào đây rồi, ngồi nhất này. Đây ngồi đây. Mình nghĩ em ấy còn nửa phút cơ mà, thoải mái đi. Và bo có người đây này, nó đang đứng góc này này. Thấy chưa, đang chạy này. Đang chạy này, chạy này. Nó chạy này. Vào nhà gì à? Cái đậu xanh. Nóc này. Ơ, xì. Ui, rồi ông xì ơi. Em vừa bắn nó. Ok anh. Cứu anh. Ngồi con này, ngồi con này. Rồi, hợp lý, dụng bông keo thế cho nó. Chơi bằng niềm tin à. Quần máu. Chuẩn bị cho bo em ơi. Bông keo đang dụng bông keo rồi, thoải mái đi. Của báo phát. Vào thôi. Tao này sợ gì? Vào bo xí ấy. Mùi vãi cả trưởng. Đằng sau kìa. Bắn đằng sau. Sợ thế? Bắn đằng sau đấy. Tính sau. Ngồi xuống. Ôi mù mắt tí nhờ. Hơi sợ rồi mấy đứa. Lăn đồng 3 vào đi. Bình tĩnh. Hơi khoai. Đừng. Mấy anh tha cho em nhá. Bo rồi. Cốc sau. Đừng. Trước mặt. Bo. Mình chạy à? Anh chạy này. Cái đậu xanh này. Rồi hay lắm. Xe vào boy mày. Sợ mới tìm trước mặt. Ôi hết máu rồi. Anh cũng hết máu rồi. Cái đậu xanh. Cái đậu xanh. Giết nó. Đâu? Giết thằng này. Ok. Nó nhiều máu rồi. Hay lắm. Trước mặt có hai đứa. Bị đi xe. Anh dùng con keo phát đó. Có máu luôn. Anh không có em ơi. Hết sạch rồi. Nó phá con keo này. Xe đó. Vào. Có hai đứa, qua hai đứa. Cứ bình tĩnh ơi. Đừng vào. Tại mày đừng vào. Em vào trong bom rồi. Chạy vòng lại nhé, móc thì ok. Một đứa trong nhà anh canh cho, anh canh cho. Được, trong nhà nóc rồi, còn đứa ở ngoài thôi. Lên bảng đi. Một đứa ở ngoài góc 300 nhá, 300 nhá. Bom ke 300. Hay lắm xì ạ. Cẩn thận. Anh xoay rồi. 300 đang xem bom ke này. Thấy hướng chưa?
Nó đã canh anh, vãi cả trưởng rồi, xí ơi, hỗ trợ không trợ anh. Ok ok, ngon một mớ bông keo này. Mớ gì? Nổ, nổ, nổ hết, nổ hết. Nổ hết, nổ hết. Đi, anh qua đây, anh qua đây. Mớ giữ bông keo này. Vào nó, vào nó. Lần sau đây, nghe lần sau anh. Vào nó, vào nó. Đậu xanh, yes, top 1. Hay lắm. Rất căng thẳng. Hợp tác ăn ý em ạ. Đây là giải ao chuồng. Sa đầu sĩ kẹo MV Fun Kisi. Hợp lý. 47 điểm. WZ Long Bell. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.